Akali Lý Phiora ra với lại chắc hả? Sợ con Akali của Yuta nè. Rét, tôi nhớ là cái đợt mà qualifier đầu tiên tập huyện tháng 8 á, cô tê rồi phải xài cái con đó hủy diệt cái đội của ông ta luôn ba. Akali của cô tê hơi bị tởm nha, giỡn hoài. Ê đó, dạy mới đẹp nè. Ê, đã sen xong còn quen, không nói nhiều, kết thúc rồi. 1-1 rồi, gỡ gỡ hòa rồi. Không nói nhiều, kết thúc rồi. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi. À, biết cái đội hình ưng thiệt chứ. Đẹp đẹp đẹp. Very beautiful. Tôi thích. Nhìn đội hình là thấy ưng rồi đó. Đẹp. Công nữa hả? Ôi đẹp phết đó nhờ. Tên đồ xét sắp tôi đã bỏ mới. Mua đi em, mua 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 mua. Mua liền đi em, sợ gì vậy? Mình phải mua chứ em. Why don't you buy? Why don't you buy? Mình bên nào? Mình lên bên phải nha bà. Mình bên phải nha. Má đội hình mình cứng ngắc luôn ba. Dí đội mình cứng ngắc luôn á bro. Vậy sao tao bên kia tao thấy bên kia lỏng le vậy ta? Bên kia đúng mỏng luôn á, bên kia mỏng lét luôn nha. Rồi thôi được, kết thúc rồi. Đội hình đi ưng quá, tao thích cái đội hình này quá. Ass luôn, sợ gì cứ tới. Cô tới kiểm soát à? Rồi đi roam, đi roam. Cô tới Ash luôn, đánh Ash đi. Tại băng tỷ cho em. Nhức nách thiệt chứ. Ok, chúng ta sẽ có cô tê đi Ash đường giữa và đường bot, chúng ta sẽ có Kai'Sa và con bò quý vị, đấm phát chết luôn. Hello Nguyễn Quân, xe đi rừng. Ok, tôi tự tin đi đội hình này mình win, mình gỡ được nha, mình gỡ được. Game này phải win, game này chắc chắn win luôn rồi, không nói nhiều luôn. Không nói nhiều, game này win chắc rồi. Mấy đội hình đẹp vậy. I like this one. Đội hình đẹp. Mình ban biết hay đó. Ok. Cắm với Kassadin kìa. Kassadin với Vladimir. Thật ra đội hình mình có con Ajax cũng binh lắm nha. Đội hình mình có Ajax mà binh phết luôn á. Hôm qua không xem được stream. Sai dạ, không xem được. Cá nhân tôi thì tôi thấy có con Gwen thì nó khá là có lợi rồi, tại vì nó có cái shield, có cái vòng kháng sát thương từ bên ngoài vô á, kháng sát thương bên đánh xa á, thì tôi nghĩ là nó sẽ khắc chế được con Corki với con Kama'Sa nha. Corki với Kama'Sa là mình khắc chế được đó. Tôi lại sợ bên kia của Kha'Zix mạnh là dàn AD cúp luôn á. Cái đó là chuyện đương nhiên đó ông, tại vì mục đích của con Kha'Zix là nó đi đi móc đằng sau ra. Nó đi flank rồi, nó flank từ đằng sau rồi để nó giết mà, thì mỗi đứa của sát thủ là như thế, tôi thấy chuyện bình thường. Nhưng mà đó lý do sao có Alistar đó, Alistar CC đẩy ra thôi, CC làm choáng đẩy cúc đẩy ra thôi. Con Kha'Zix chỉ cần nhảy ra một phát thôi, chỉ cần con bò CC một cái thôi là nó cúc trước khi nó tự cúc. Nó không chạy được đâu, chỉ cần con bò vô CC thôi, bên mình vừa sát thương vô là con Kha'Zix cúc liền. Kha'Zix nó mạnh nhưng mà nó lỏng le à. Cho nên là bên kia, cho dù bên kia có Kha'Zix tôi cũng không có sợ lắm, tại vì căn bản bên mình đội hình cứng, chưa kể là có nhất thống nữa, không sao hết á. Và con Kai'Sa căn bản nó cũng rất là cơ động nên nó tự chạy được nha, chứ không phải nó không cơ động nha, nó chạy được, nó hit and run được. Kai'Sa hit and run được. Chị ơi chị cười đi chị. Không, không cười. Đài Chobu không có gì phải lo về con Kha'Zix cả. Nothing to worry about bro. No, không sao đâu. Cái mà tôi lo là bên mình mạnh, bên mình win đó.
Thấy chưa, thấy bò đẩy phát đi luôn mà. Bên đây lại chơi hai con phốc nữa. Má bên kia xài đội hình nó né mình hồi nãy. Cái con Gwen thì về lay nó mà cắt nha, chỉ có thốn, chỉ có khóc. Gwen thì cắt đau mà. Nhưng Camille cũng ghê, Camille cũng mạnh. Nhưng mà để nói thì kèo đó chắc là tôi sẽ Tatsuri Cúc. Phải là cô ta lỡ phải không ta? Lỡ 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 lỡ. Lỡ lỡ. Cái này thì con quen nó xin nhiều sát thương hơn, tại vì nó có xẻng bốn cái xong rồi búp cái e lên nữa là cắn hơi bị đau nha, hơi bị cấu máu luôn đó. Đang bốn stack đó, bốn stack xong búp cái e lên nó cắt nè, đau thấy mẹ luôn. Đó, không dám nhảy vô luôn mà, cho dù nó có giáp đi chăng nữa. Mình về lấy mình mạnh á. Mình cúp người mấy vị ơi. Cung support. Cũng ok. Mấy CC cứng thiệt chứ, bên mình muốn cút nhanh ghê. Ê, tôi quên nói là cái con này nó sát thương nó cũng đau lắm, con kho kia nó cũng mạnh lắm nha. Tối hậu thư luôn rồi nè, giết được một người nhưng mà đó là cái support không đáng kể mấy. Vẫn phải nằm xuống. Má, con kho kia. Bên kia nó mù ác quá vậy ta. Bên kia là phản ngăn luôn rồi đó. Ở bên mình sao có khởi đầu nó không suôn sẻ mấy người ta. Không sao không sao không sao, chưa chưa nói được gì hết mẹ. Khạc nữa quá. Nhưng mà sao tôi có cảm thấy là sao cứ nhét con Kame vô giải nó cứ vô dụng kiểu gì ấy, chả biết nữa. Ừ, căn bản là con Kame vô đây thì không làm được cái gì mấy. Con kia đem to nha, con kia đem hơi bị ác luôn á. Con kia này bắn con vỡ đầu với giỡn hoài. Cao sinh là happy. Không, chị đang học tiếng Trung á, cho nên là phải nhớ bài cho em học mà không nhớ bài kỳ. Cao sinh là gặp gỡ. Còn ủa cao sinh là vui vẻ, sorry, cao sinh là vui vẻ. Còn sự sự gì ta? Cái gì ta? Rảnh 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 sự. Thôi bắt đầu tôi quên bài dần dần rồi đó. Khó khó như quỷ vậy á. Mai học 7 giờ. Mai phải dậy sớm. Mai phải dậy 6 giờ. Tuyệt vọng. Nói chung là team của mình mạnh nhưng bị mất lợi thế ban đầu. Kỳ ghê vậy đó, thiệt luôn á. Team mình rõ ràng là team mình có thể đánh nhanh hơn mà. Team mình có combat được dễ hơn. Nhưng mà tôi sao ta tôi lại cứ bị muốn nhớ cái mặt chữ thôi, thì cái mặt chữ đó cái khó nhất trong cuộc đời luôn á. Từ vựng thì mình có thể nhớ được nha, nhưng cái vấn đề là cái mặt chữ nó khó điên luôn á, tôi nhớ chết liền luôn á. Rin shu đúng không ta? Rin shu, của cao sinh rin shu, của giao hình cao sinh rin shu. Rin shu là gặp gỡ, còn cao sinh là vui.
học hành gì tâm này chị, sáng nay trời mưa ngủ đau, ngủ đấu quá nên cúp hậu luôn rồi, ít ra hả em rồi còn buổi đem cúp á, chứ vừa rồi chị đi Trung Quốc tao hết mẹ buổi cúp luôn rồi, buồn ghê á, tại đi Trung Quốc rồi nó về lâu quá, tao nghỉ hết buổi rồi, giờ tao nghỉ rồi tao bị cấm thi. Tưởng cô tôi còn phải dí được qua gót, nó không dí được luôn á trời. Ủa ai không nhớ nữa, không biết nữa, quay sao mà mạnh điên con kia đúng mạnh. Đúng rồi đúng rồi, kỳ thì bộ đất con gái đó là như vậy nè, nhưng mà con gái nó cũng mạnh nữa, nó đấm phát nào là bay mèo phát đó. Nhưng mà cái vấn đề là tụi nó move hay hiểu không, tức là mỗi lần mà team mình mà xuất hiện mà định đánh lẻ một đứa thì không ngờ bên kia nó lại hiện thêm cái đống đứa nữa, tức là tụi nó call nhau rất là hay, tụi nó nói chung là tụi nó biết move, tụi nó macro hay hơn mình nhiều. Cái này kèo lẻ con quen ăn nha, kèo lẻ hay con quen ăn nè 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 nè, kèo lẻ thì mình ăn được nha. Thấy nó mù hay không? What the fuck? Nó mù cái kiểu đó ai chơi? Mù đúng ác luôn á má. Ôi trời ơi, con kia nó bắn cái đục một cái hệ đi cục máu luôn mà. Đúng rồi, con kia chết chắc rồi. Tạm biệt bạn nhé, bạn thân ơi. Mà con Gagas này á cũng không vừa đâu ba, Gagas này cũng không vừa nha, nó vẫn giữ được trụ kìa. Tôi sẽ nói cho bạn biết một fact, tôi sẽ nói cho bạn biết một fact, cái lý do tại sao macro của tụi này có thể nói là ok, nó nhỉnh hơn team của mình. Năm bạn này ở phía bên đội No Sponsor Esports nha, tất cả đều đánh giải A hết rồi, được chưa? Tất cả đều đã đánh giải A hết rồi, có thể nói là tuyển thủ chuyên nghiệp giải A rồi, đánh giải A hết rồi, cũng đã từng có giải rồi. Đó. Ai cũng máu mặt nha. Nói chung là tất cả những bạn này ở bên đội No Sponsor Esports thì mình đều biết hết. Và tất cả ai cũng ghê. Cái... Ông kia giải được công ty kìa. Ông kia giải được cái CC của con Ashe. Cái đại bằng tuyển nó không có làm được cái gì hết. Lia màn hình xuống mọi người ơi. Mấy cái... Ui, cái vòng vây độ kiếp kìa. Phát đẹp vậy. Ban đầu mình kêu đội mình thắng. Team join again even though they qualified? I have no idea. Actually, I'm confused like you. To be honest, I'm really confused. Like they ordered. So, to be clear, everyone all thought that this qualifier is for level up the rank to in order to join the WRLA, right? But no, that is not. It's not at all. Like if they qualified already, so they have a slot in WRLA, but no, they're still here again. So I don't think this is the qualifiers for WRLA. It's not. Hello Nhật Tiến. Cái này là Philippines nha bà, này là Philippines nha, không phải Indo nha, Philippines nha. Ê, mà tụi nó đánh điên, tụi nó đánh gắt luôn á. Mình ăn được con rồng rồi, mình giữ được con rồng, giữ được con rồng.
Ok. Mình cắt được hình đó nè, đội hình mình được, mình cắt rồi. Mình cắt được nó, mình... chết mẹ rồi, đủ mấy con kỳ tới tụi bay ơi. Mẹ ăn con còn xong cúp hết ba xác luôn. Ừ còn mạnh quá vậy, tụi nó mạnh. Ê, tactical chơi cà mè hay quá. Ui, tactical thả diều cơ. Hay quá. Không phủ nhận được cho đánh hay thiệt sự nha. Kai'Sa mình đang flop mất tiêu rồi, Kai'Sa. Rồi. Trời ơi, thôi con này con quỷ rồi. Mẹ dí tới bến luôn mà, không cho chạy luôn mà. Broly chết rồi. Kinh quá. Trời ơi, tôi hậu thư chơi luôn có chổng luôn mà. Tao thi nằm. Ôi! Má có thả diều cơ. Mấy ông này chơi hay quá, mấy ông này chơi tốt quá, tốt thực sự luôn nha. Ui, càng đánh càng thấy ghê nha, thật sự luôn á. Mình tưởng đội hình của mình sẽ phải áp đảo rất là nhiều, thậm chí là đầu game vẫn sẽ áp đảo được nha, nhưng tôi không ngờ. Thôi đi về học bài lại được, mấy trong game này còn nhiều thứ tôi chưa biết quá. Trong game này còn quá nhiều thứ tôi chưa có biết. Thôi không, thiệt hồi này lách lách cái pha đó nhìn đảo á, nhìn rất là mãn nhãn luôn á. Wow. Tổm vết, tổm 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 rất tổm nha. Ok, Nhật Tiến giờ cẩn thận nha em. Khazik đang ở đây nha. Khazik đang ở đây nha. Tactical. Công Kama là quỷ. Má ơi, trụ mất quá trời mất luôn rồi. Trời ơi, đẩy coi, đẩy coi, chi ra đẩy kìa ba. Ý. Tân Tuy chết rồi. Chưa chết nữa hả? Ê, đường giữa có bát kìa, con bát kìa. Con cái giết là quỷ rồi. Ghê quá à bà. Nhưng mà sao lại có thể ta? Thôi đó, tụi đội hình mình rất là đẹp luôn rồi đó. Ừ, camera nó mở combat tốt quá. Mẹ cục kỳ cơ. Ui, trời ơi. Ô,
tổn thật sự. Ui. Trời ơi, con kia nó bắn vô thôi chịu rồi đó. Mega rồi đó. Thế đánh tổn rồi bà. Nó mạnh quá. Rồi đi ăn hết tài nguyên luôn rồi. Thọt, đã thọt còn thọt hơn nữa. Tại vì con sen, con nói chung là bên mình biết hai con AD. Thôi, một đội hình khi mà có hai AD chỉ mạnh khi tụi nó mạnh thôi, chứ bây giờ tụi mình đang thọt mà thọt thì hơi khó nha, bây giờ con Kai'Sa đang rất là thọt luôn á. Con Ashe thì có thể mạnh nhưng con Kai'Sa bây giờ là thọt. Con Kai'Sa bây giờ thọt, con Kai'Sa không có đem, chỉ con Ashe có đem thôi. Bây giờ con Kai'Sa đánh đau quá, mẹ có kỳ nữa, nguyên có kỳ một cục đem như thế này nè, nó chỉ cần thả một cục thôi là bị chết. Mới vô là có kiểu là con Kai'Sa này phốt đau lắm. Sợ quá, cứu. Cứu tôi, cứu tôi. Cô tê bắn cái gì vậy? Ồ, cái biểu đáng phát mà đi hơn nửa cây, what the fuck? Con cái biểu đáng một phát đi nửa cây ba, điên. Gọi chịu chết cho mày luôn rồi, làm gì nữa, nói gì nữa. Đóng thùng. Tới hậu thư ở trỏng. Quá, cái bình rượu kìa, mắc binh thật chứ. Ê, ê, đánh lại đi. Sao nó mạnh quá vậy? Em này chơi nhây với nhau, nhưng mà mình thì yếu hơn tụi nó. Có cây có thùng hàng á, nó thảm lửa là phát, nó mà thảm, nó chỉ cần thảm lửa đẹp thôi, nó chỉ cần thảm lửa đẹp thôi là bên mình sẽ cút chưa. Trời ơi, quỷ. Cái đầu phủ đầu đúng ảo luôn á ba. Rồi đủ bách thảm lửa vô thôi, hủy diệt mẹ rồi. Cái miệng của ta cũng hay nói lắm, tôi kêu thảm lửa mà thảm lửa thiệt má. Trời ơi, con tắt đi còn để solo với cây xa được luôn, có giỡn hoài nha ba. Tối hậu thư nè, quen chích cưng có chổng luôn rồi. Ôi ôi con giết kìa. Quên luôn rồi, tụi nó quên rồi. Ok, 2-0 giờ cho 2-0 giờ cho nó sẽ sport mọi người. Má tổn quá. Gì vậy ta? Ơi, nó chơi game, nó chơi game hơn game 1 luôn á. Ý là game 1 mình bị out ban big nha, nhưng mà game 2 đánh